Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc giữa bộ phận thường trực của Thành ủy thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng với Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu về tình hình thực hiện nghị quyết trên địa bàn. Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, các cấp ủy Đảng từ quận đến cơ sở đã lãnh đạo triển khai nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ theo đúng yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy. Đa số cán bộ đảng viên trên địa bàn đều ý thức trách nhiệm cao trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, tăng cường ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Việc sinh hoạt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành nề nếp trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và nhân dân. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được lan tỏa trong cộng đồng. Tuy nhiên hiện nay, trên địa bàn quận vẫn còn một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa tự giác trong việc thực hiện tự phê bình và phê bình, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, công tác triển khai thực hiện nghị quyết chưa sâu, chất lượng chưa đồng đều. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận biểu dương các kết quả đạt được trong việc thực hiện nghị quyết thời gian qua trên địa bàn quận Hải Châu, đồng thời đề nghị thời gian đến, đảng bộ quận cần tiếp tục phát huy hơn nữa các kết quả đạt được, chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền các kế hoạch, kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng, đồng thời có giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót thời gian qua trong việc thực hiện nghị quyết. Bây giờ chúng ta đã nêu ra được 3 cái nhóm hạn chế đấy rồi, thì các đồng chí phải có cái biện pháp để khắc phục trong thời gian tới, nhất là cái tình trạng bỏ đảng, bỏ sinh hoạt. Các đồng chí phải đấu tranh, đẩy lùi và xử lý nghiêm các cái cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống với các cái biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Quận ủy Hải Châu cần tiếp tục mở các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quận về nội dung xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm các nguyên tắc về sinh hoạt đảng, chuẩn bị, củng cố, kiện toàn bộ phận thường trực, bộ phận giúp việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Song song với đó là xây dựng hệ thống báo cáo tích hợp nội dung, phục vụ nội dung xây dựng báo cáo hàng năm. Một trong những cái hạn chế của chúng ta trong cái việc đánh giá tổng hợp cái tình hình và cái kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 ở các cấp ủy đấy, thì xin thưa với các đồng chí là cứ đến kỳ báo cáo thì chúng ta mới ngồi bắt đầu chúng ta mới nghĩ ra để mà chúng ta tổng hợp. Thì tôi đề nghị là phải quản lý và triển khai thực hiện rất tốt cái hệ thống thu thập, tổng hợp thông tin và các cái kết quả để thực hiện theo hàng quý, 6 tháng và 1 năm. Bí thư Thành ủy đề nghị Quận ủy Hải Châu tiếp tục đưa việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và các kết luận, kế hoạch của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đồng thời gắn việc thực hiện nghị quyết với các quy định mới của Trung ương hiện nay.